Ngày 13 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đình Trung 35 tuổi, quê Bình Định, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là người lái côn tay nơi ngủ gật kiến phương tiện tông nát ô tô làm 5 người tử vong ở Tây Ninh. Tại phiên tòa xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trung 14 năm tù về tội danh trên. Trước đó, tòa mở phiên xét xử bị cáo Trung vào ngày 6 tháng 11 nhưng bị quản do không có luật sư bào chữa, đại diện công ty nơi Trung làm việc không có mặt. Hiện trường vụ tai nạn theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ sáng 14 tháng 6, Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo biển số 51 cam 780 kéo theo mốt biển số 51 R32.349 chở thùng container chứa hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ cảng các lái thành phố. Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế một bài Tây Ninh. Đến khoảng 6 giờ 15, tài xế trung lái côn tay nơ đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh thuộc ấp suối sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Do ngủ gật, tài xế trung không làm chủ tay lái nên lấn sang phần đường bên trái, va chạm vào phía sau xe tải biển số 61 cờ 31.251 do anh Trần Thế Anh điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú gia chạm đó, tài xế trung giật mình thức dậy đánh lái để tránh thì tông vào xe ô tô 4 chỗ biển số 51-37.000 do ông Nguyễn Văn Diệp 70 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, điều khiển trên xe chở bà Nguyễn Thị Trợ 88 tuổi, bà Nguyễn Ngọc Thúy 47 tuổi, con gái bà Trợ, ông Trần Ngọc Hải 46 tuổi, chồng bà Thúy, và bé Trần Thị Hải 19 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải, lưu thông trên làng đường ô tô theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm cả năm người trên xe ô tô 4 chỗ tử vong, chiếc xe này cũng bị biến dạng hoàn toàn.